Chào mừng các bạn đã đến với kênh Giám Mây Channel. Hôm nay thì mình sẽ thực hiện một phương thức mặt nạ giúp tránh nắng hiệu quả và bảo vệ làn da của mình tối ưu nhé. Nguyên liệu mình cần chuẩn bị đó là trứng gà tươi. Trứng gà thì các bạn nên sử dụng trứng gà ta, sau đó mình sẽ tách lấy phần lòng trắng trứng. Như các bạn cũng đã biết thì trong lòng trắng trứng chứa rất là nhiều vi lượng khoáng chất và giúp tái tạo tế bào da, giúp giảm thâm nám, ngăn ngừa mụn và làm sáng da nhanh chóng. Đây là phần trứng gà mình đã tách ra như thế này. Các bạn chỉ việc lấy lòng trắng và loại bỏ lòng đỏ. Và nguyên liệu tiếp theo mình cần chuẩn bị đó là mật ong. Mật ong thì các bạn sử dụng mật ong nguyên chất. Trong mật ong thì có khả năng tẩy trắng tự nhiên, hỗ trợ thúc đẩy việc sản sinh collagen và làm tăng độ đàn hồi cho da. Ngoài ra thì mật ong còn có khả năng là trị thâm sẹo hiệu quả. Thực hiện công thức này khá là đơn giản. Đầu tiên thì các bạn sẽ loại bỏ, tách lòng trắng trứng ra. Chúng ta sẽ lấy phần lòng trắng trứng. Lòng trắng trứng và mật ong thì kết hợp với nhau sẽ giúp cho làn da của mình có thêm nhiều protein, vitamin A, B, giúp sáng da, thu nhỏ lỗ chân lông, đồng thời cải thiện nếp nhăn và giúp bạn sở hữu làn da trắng hồng và mềm mại. Bạn chỉ cần đánh bông một lòng trắng trứng gà trộn với hai thìa mật ong thành hỗn hợp sánh mịn. Mật ong thì các bạn nên sử dụng mật ong nguyên chất. Đây là hỗn hợp mình đã cho mật ong vào như thế này. Chúng ta sẽ đánh bông lên. Đối với công thức này thì các bạn chỉ sử dụng 2 lần một tuần trước khi đi ngủ. Sau một thời gian thì bạn sẽ cảm nhận được mình sẽ có làn da mềm mại, mịn màng và cải thiện được và nhiều khuyết điểm trên làn da của mình. Khi mình đã đánh bông hỗn hợp này cùng trứng gà và mật ong lên thì mình sẽ đắp mặt nạ này lên làn da của mình và massage nhẹ nhàng để yên trong 20 phút rồi rửa lại bằng nước ấm. Đối với công thức này thì bạn sẽ sử dụng 2 lần một tuần trước khi đi ngủ. Sau một thời gian mình sử dụng thì mình sẽ cảm nhận được làn da của mình mềm mại, trắng hồng, không tì vết, giúp làn da của mình căng mịn hơn. Đối với những bạn có làn da dầu thì chúng ta sẽ sử dụng thêm một ít chanh vào trong công thức này. Và qua đây thì mình cũng cảm ơn các bạn đã xem video này. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.